Có cái hai cây súng phun bọt đầu vàng anh em nha. Đây. Dùng đây là cái loại súng phun bọt cầm tay. Dùng khí nén anh em nha. Đây là cái bình chứa nó đây. Thể tích của nó là một cái bình này là 1 lít anh em nha. Cái này là đặc biệt, cái bình này là nó có cái vòi anh em châm ngồi này, không cần phải mở cái súng ra luôn anh em nha. Anh em chỉ mở cái nắp đó thôi. Đó. Nó tiện lợi hơn. Anh em nha. Đây là cái đầu phun bọt. Cái này là hàng do hàng này là hàng trưng bày anh em nha, cho nên là mình thanh lý lại cho anh em giá nó rẻ hơn anh em nha. Hàng chưa xài lần nào nha, giá mình bán là 450, do hàng trưng bày nên mình thanh lý cho anh em là 350, mình bao ship cho anh em luôn 350 bao ship nha. Mình thanh lý hàng chưa xài lần nào nha, do là hàng trưng bày cho nên là nhìn cái màu nó để ở ngoài nhá anh em. Cái này thì mình không ấy cho mình sơn lại cho nên là nó đẹp thôi, nhưng mà thôi mình bán lại luôn cho anh em luôn, anh em để xài, chứ vì anh em xài mà vài bữa thì nó cũng bị như vậy à, cho nên là thay vì mua cái mới thì mua cái này trưng bày hàng chưa xài lần nào luôn, giá 350.000 bao ship, rẻ hơn 100.000 anh em nha, mình đỡ tiền cho anh em đó. Anh em nào mua thì liên hệ mình nha, cho nó đỡ tiền 350.000 một cây bao ship nha anh em, hàng chưa xài lần nào nha. Súng phun bọt loại màu đầu vàng như thế này là tốt hơn cái loại đầu đen kia anh em nha, nó mắc hơn, nhưng mà bữa nay mình bán bằng tiền loại đầu đen luôn rồi bao ship luôn, thanh lý luôn cho em, mặc dù ở ngoài nó hơi mình để cái ngồi cho nên là mình không có đập ở trong trưng bày ngồi cho nên nó cái màu nó hơi bị ấm lắm như thế này này, nhưng không ảnh hưởng gì cả. Bởi vì cái này anh em mua về anh em xài vài bữa thì nó cũng như bị như vậy thôi, nên là chủ yếu là mình xài ngon tốt, chứ còn ba cái này thì không ảnh hưởng gì đâu anh em nha. Thanh lý lại là 350.000 bao ship anh em nha. Rồi anh em nào mua thì liên hệ mình nha. Zalo là thiết bị VNC 0911 0357 nha anh em.